Yo, what's up anh em? Rất mong anh em sẽ xem thêm những cái thủ thuật của mình mỗi ngày để cho mấy anh em mở ra những cái phương pháp mới. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái case study gọi là kiếm tiền siêu tốc trong 24 giờ. Ok. Thì như mình nói á, thì mình vẫn làm với lại CPA ha. Mình rất là thích bên CPA tại vì nó gọi là nó dễ và người ta cũng không có mất tiền gì hết. Mà mình có thể kiếm tiền với cái phương pháp này rất dễ luôn. Rồi, đầu tiên thì mấy anh em vô cho tôi là Blogger nè, Blogspot nè. Tạo cho tôi đi ha. Rồi, cái đây là cái landing page của mình. Ok. Thì mấy anh em sẽ làm từng bước thì tôi sẽ giải thích thêm. Bây giờ mình sẽ vô cái phần này. Mình lấy một cái áo được không ạ? Wow. Wow. Cái này đi. Cái này khá là ổn. Save make nha. Rồi, ok. Thì tại sao mình phải tải một cái landing page như thế này? Cái này dành cho mấy bạn mới thôi ha. Mấy bạn nào mà pro thì mấy bạn hãy mua một cái website đi. Chỉ có 60.000 thôi. Thì cái đó tôi sẽ ai mà trong cái khóa học đó, thì nó sẽ bài. Còn đây thì tôi sẽ làm miễn phí. Chọn nè. Đấy. Rất chuyên nghiệp không ạ? Rồi. Anh em copy cái dòng này. For promotion my Instagram page. We are giving away một trăm hoodie làm như tôi nha. Hoodies. For free. For shipping. Rồi. Cái này nè là cái ảnh ha. Và anh em tạo cái ảnh xong rồi chèn cái link vô. Rồi thì lấy cái đó như thế nào? Mấy anh em vô thế này. Button access. Nào. Thấy chưa? Kiếm cái hình nào rồi chèn cái link vô như thế này ha. Tôi không có bài chi tiết tự mà coi, tại vì mấy cái thuật đó nó không phải là cái bài dạy. Rồi cũng sau đây cũng mình xin nói á, mấy anh em nào mà làm bên tiếp thị liên kết mà làm bên nước ngoài, PM cho tôi sẽ training cho một khóa với lại một cái website để rồi tự động nó chạy luôn. Thì dĩ nhiên là mấy anh em sẽ mất phí, nó sẽ dao động là tầm khoảng là 500 ngàn cho tổng cộng một cái buổi học đó ha anh em ha. Tất cả là bao gồm là website chạy như thế nào và promote cái website đó như thế nào, tất tần tật luôn. Ok. Sau khi mà làm xong cái landing page thì mấy anh em coi nè. Wow. Em thấy không ạ? Rồi. Chỉ như vậy thôi. Xuất bản nè. Xác nhận. Rồi. Xem blog. Từ từ để tôi làm thêm cho mấy anh em coi ha. Tiện ích lưu trữ nè, xóa bỏ đi, không cần thiết, xóa đi, xóa đi, xóa đi. Nếu mà làm theo cái
cái dạng kia đó. Rồi coi thử cái block mình nó có đổi không nhỉ. Wow. Rồi tiếp tục nè. Train. Tùy chỉnh đi. Từ từ để tôi xóa hình ảnh đi. Xóa. Rồi. Cái lưu đi. Rồi. Xem lại thử coi. Wow. Thấy chưa? Ra một cái link bay rồi nè. Rồi tiếp tục ha. Cài đặt nè. Danh sách đọc. Bố cục. Bỏ luôn. Không cần thiết. Stop. Bên em không cần phải phải biết mấy cái này đâu. Bên em bỏ hết để tôi. Sẽ đầu trang. Chính của trang là bài đang nổi bật nè. Trang trang thuộc tính. Thì mấy cái em tự coi thêm. Tụi mấy cái này là ổn rồi. Tạo thêm này. Đó. Rồi nó sẽ ra một cái block như thế này. Ok. Rồi xong xuôi đó thì mình sẽ qua bên CPA. Mấy anh em vô cho tôi là cái URL ha. Rồi ok. Thì cái phần mà làm cái landing page á thì nó sẽ có một chút gọi là thủ thuật để cho mấy anh em làm. Thì mấy anh em sẽ vô cái này. Rồi. Đây, đây là cái bài cảm ơn đây là cái bài cảm ơn. Rồi mấy anh em copy cái này. Rồi create new file. Em dán vô đây. Đây là cái đường link mà khi người ta hoàn thành xong cái offer thì người ta sẽ nhận được một cái pay cảm ơn ha, để cho mình chuyên nghiệp. Rồi rồi ok. Wow. Rồi hiện 10 cái offer thôi, 5 đi, 5 cho nó dễ chịu. Rồi ok. Rồi tiếp theo sau đó nữa thì mấy anh em sẽ vô cho tôi là đây. Tôi sẽ đi từng bước luôn. Cái đây chỉ mới là cách thức thôi nha. Chưa có đụng gì tới cái việc tiếp cận người khác hết. Còn cái thằng nào mà ở trên mạng á mà nó bán cho mấy bạn một cái khóa học mà hướng dẫn làm affiliate với Shopee, với Sen Đỏ, với Lazada, mà nó chỉ bày bạn là cách chèn link, cách tạo website, rồi cách lấy link sao, rồi đi spam, thì thôi, 300-400 triệu bạc cái đừng mua, bỏ tiền ra mua cái bên tôi nè, bày cho mấy bạn hết luôn. Rồi đây là những cái template để mà mình hiểu được cái gì là giá trị. Ba cái thằng lừa đảo đó mà mua làm gì, mấy cái thằng đó là mấy bạn đang làm giàu cho nó. Rồi đi tới đâu tôi nói đó. Rồi đây đây là cái template nè. Read more, mấy bạn chuẩn bị coi ma thuật này nha. Đường rất 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 đơn giản. Em cứ đòi đòi
cái gì? Đây, copy cho tôi. Làm mà cứ đòi rồi copy xuống ha. CSS nè, style. Còn đây là code của nó nè. Qua bên này. Ctrl A, Ctrl V. Là xong. Wow. Bạn thấy gì chưa ạ? Rồi. Thì cái phần này nó sẽ là cái thứ mà mấy bạn quan tâm đây. Rồi tiếp sau đó nữa là anh em phải biết được cái mình mà rồi cái anh em vô là emerge. Đây 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 đây. Rồi. Cái này là cái gì ạ? Cái này khi mà mình vô là mình tải cái ảnh mình lên thôi, chả làm gì hết. Drop image here. Không được ta. Lâu lâu nó hơi trục trặc một tí. Wow. Anh em thấy gì chưa? T-shirt hoodie. T-cut level. Em. Cut. Rồi. So community. Ơn vậy như vậy thôi. Mấy anh em hiểu mà. Mất đơn giản. Rồi. Ở qua đây. Rồi. Sau khi á mà bỏ xong rồi á mình vô cái phần vô file locker á và xong xuôi á thì mấy bạn làm như sau nè. Nhìn cho kỹ nha. Đây tôi làm lại cho mấy anh em coi. Rồi. Mấy bạn kéo xuống cái phần mà có cái code đây nè. Mà bạn nhấp vô này nè. Copy image address. À, nhớ ha. Copy image address. Rồi xong cái phần mà đây nè. Image này nó có cái hai cái dấu nháy nè. Đó, hai cái dấu nháy nè. Cái đoạn này nè. Đó. Thì copy cái link đó vô để mình ra cái này ha. Rồi, enter to win a cool t-shirt. Rồi. Thì bắt đầu nè. Bên này là mình 100 cái hoodie ha. 100 cái hoodie thì mình sửa lại. Hey everyone, we are giving away. Đây. 100 cool hoodie. Đây. Hoodie cool cut. Cut hood. For free. Refresh nè. Rồi. Đây. Khi xác trước đây tới ngày 25 tháng 10. Thì cái này bạn đừng quan tâm, tại vì nó đã có rồi ha. Ok. Thì mình xuất ra thử coi nó làm sao. Rồi. Sao? Cái này đổi là hoodie campaign. Rồi. Sao? Thì tí nữa cái lỗi kia tí tôi chỉnh sau cho, không vấn đề gì đâu, dễ lắm. Rồi get link nè. Copy. Coi thử ha. Rồi. Chưa có hình ở đây. Mình phải làm thêm một vài cái bước nữa. Rồi ok. Vô chỉnh. Bây giờ là mình làm lại để cho mấy anh em coi. Cho mấy anh em nắm. Đây. CSS là style. Bấm vô.
Rồi. Rồi HTML thì là cái phần dưới đây. Đây. Copy. Rồi, refresh. Thấy chưa? Rồi. Cái gì đây? Rồi nó làm cho một giây luôn. Rồi cái phần này cả nó copy image address bấm vô thử coi coi nó có hiện ra không. Wow, crazy crazy. Rồi sửa lại đây ha, 100 nè, cool. Đây rồi xong chưa, save rồi thử lại phát nữa coi. Wow crazy crazy. Rồi ok. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là như thế nào? Mình copy cái link này. Rồi. Đâu rồi. Bài của mình đây này. Bài đăng. Vô đây. Sửa. Rồi ok chưa? Rồi. Link nè. Shit. Từ từ. Đây. Rồi. Xong cập nhật. Wow xem trước rất ok. Rồi tí nữa mình sẽ sửa lại cái này luôn ha, free gift daily để cho nó không có bị lòi ra. Rồi ok. Rồi chỉ như vậy thôi. Cập nhật đi, quay lại rồi xem blog nè. Rồi bấm vô đây. Rồi người ta bấm vô đây rồi mấy anh em thấy à, nó nhảy qua bên cái link của mình đó, chỉ như vậy thôi. Rồi khi người ta bấm nè, wow mấy cái offer nó hiện ra, thấy chưa? Người ta hoàn thành xong rồi người ta sẽ nhận được cái thư cảm ơn là xong, mấy bạn có tiền, đơn giản như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút xíu để cho nó hấp dẫn ha. Rồi ok. HTML đâu rồi, à không đây rồi. Em ready. I'm ready to win. Rất đẹp. Anh em thấy không ạ? Rồi. Đó là xong. Thì cái nhiệm vụ của mình là như thế nào ạ? Open link in new tab. Đó trong này nè. Rồi. Xem blog nè. Rồi chỉnh lại chút xíu ha. À, có ai gọi rồi, chết mẹ này. Rồi ok. Xong xuôi rồi á thì rồi xong rồi cái tên của mình là như nào ha. Rồi ok. Same blog free gift card daily.blogspot.com đây. Rồi bây giờ mình thử rồi. Rồi xong rồi đó. Mèo đọc thêm kệ nó, đừng quan tâm, bấm vô cái này tôi làm nhầm đó, bấm ra. Wow
Rồi, xong rồi đó. Được chưa? Rồi. Cái bây giờ nó sẽ tới cái phần là promo. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ có cho anh em là hai cái phương thức chưa? Rồi. Đây. 710 follower đây. Rồi. Kệ nó nha. Để từ từ tôi sẽ làm từ từ cho mấy anh em coi. À cái này tôi chạy cái campaign đó cho nên là nó bị gọi là sao ta, mình bị tham á anh em. Ví dụ như một ngày thì mình comment được cỡ tầm 100 cái comment thôi, nhưng mà tôi chạy tool tôi chạy tới 1.000 comment lận ba tôi quên đó, cho nên là bây giờ nó gửi code nè ha. Rồi ok mấy anh em đừng lo, cái đó chỉ là mình lấy cái những cái người mà theo dõi mình gửi tin nhắn thôi đó, thì cái phương pháp là như vậy ha. Rồi cái phương pháp thứ hôm nay mà tôi muốn bày cho bạn kiếm tiền trong 24 giờ thì như thế này nè. Mấy bạn vô cái web này cho tôi nè, influencer.com. Từ từ quên cái web đó rồi. Insert cut. Rồi ok rồi xong, mấy anh em vô cái web này cho tôi nha. Rồi thì cái này á là cái việc mà mình sẽ thuê một cái đơn vị thứ ba để mà promote quảng cáo cho mình, mấy anh em hiểu không ạ? Rồi cái ngách của mình đó là những người yêu mèo thì mình bấm vô trong này. Tất cả các chủ đề cũng được nha, tùy mấy bạn thôi, bấm vô. Rồi, wow. Để coi có cái gì hay không. Cát Nova 95,5 người theo dõi. Kinh khủng. Wow. 171 người. Hồi đợt là tôi chạy tới một cái page là nó tới 552 người theo dõi, và cái case study đó là mình kiếm được tầm khoảng 4.200 đô. Tại vì mấy bạn biết á là một lần mà thuê á thì tí nữa tôi sẽ coi ha. Rồi bây giờ ví dụ như tôi giải thích thêm cho mấy anh em nè. Ví dụ như cái page này là 5 đô thì mình bấm vô mình coi thử cái cái này là phải đăng nhập nha, nhưng mà không có đăng nhập đâu. Thì cái dạng như thế này á thì mấy anh em sẽ mua cái dạng như này nè. Instagram story 24 giờ. Rồi bấm vô ha. Rồi. Đây nè. Nó sẽ có một cái rồi, kiếm cho nó dễ. Rồi, đây. Ví dụ như thế này ha. Thì cái pay mà bạn thuê đó, bạn thuê tới 5 năm 10 đô thì cái đó tôi không biết. Thì người ta, cái pay nào mà trên 100.000 follow á thì người ta sẽ được bóp một cái story và một cái link. Mấy anh em hiểu không ạ? Thì mấy bạn vô Canva nè. Vô Canva nè, các bạn bấm nè, story. Đó. Story Instagram để mà tạo một cái story cho người ta. Mấy anh em hiểu ạ? Story. Rồi. Tại vì tôi không có xài được cái nick nick chính cho nên là mình demo cho mấy bạn thôi.
Mấy bạn có thể tham khảo thêm. Bạn bạn biết Photoshop cũng được. Bạn tạo cho mình một cái hình như thế này nè. Đó, rồi bạn quăng cái áo bạn lên. Bạn lấy cái đâu rồi? Bạn lấy cái đây. Bạn lấy cái đây cũng được nè. Lấy cái này cũng được nè. Đó, bạn lấy cái khung này nè. Thấy chưa? Đó. Đây. Oh, không không không. Đây. Oh, xịt 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 từ 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 từ. Đây nè. Mở đi, rồi. Bấm bấm. Rồi, xong. Bạn vô. Ví dụ như thế này nè. Rồi. Đó. Bạn crop nè. Crop nè, save nè, cut hoodie nè, rồi đó. Thì cái ảnh này bạn sẽ thuê cái đơn vị đó với cái giá là Influ. Đó, quay lại ha. Bạn xin thuê cái giá này. Bắt đầu thì nói với người ta đây là bao gồm một cái link story, story và một cái link để mà chuốt lên như thế này nè. Đây là bấm mà swipe up nè. Swipe up Instagram nè. Đó. Đó. Cái dạng như thế này. Đó. Đó, chuốt lên nè. Đó, thì nó bạn chèn cái link bạn vô đó, chèn cái link này vô đó, rồi cái kênh nào mà càng nhiều lượt follow thì cái cơ hội mình kiếm tiền nó càng nhiều, được không ạ? Rồi mình thuê á, thì theo kinh nghiệm anh em á, là mình phải thuê cái bay nào mà nó trên cái 100.000 follower để mình chèn được link ha. Đó thì cái bắt đầu dạng như vậy thôi, thì mình sẽ tốn tầm khoảng là 10 cho tới 15 đô. Thì trong vòng 24 giờ đó người ta nhận tiền của bạn qua PayPal. Rồi mấy bạn gửi cho người ta một cái story, cái thông tin mà bạn ghi vào quay cái áo đó là cái web với lại một cái link web, được không ạ? Đó, xong rồi cái là mình chuyển tiền qua PayPal cho người ta, thường là nó lấy bằng PayPal mà. Đó kiểu như vậy. Đó thì qua bằng cái này mấy bạn gọi là Instagram influencer, những cái người mà ảnh hưởng đó, mình thuê người ta đó trong vòng 24 giờ đó bạn mất tầm khoảng 10 đô 15 đô. Thì mấy bạn đừng có sợ gọi là lừa đảo, là tại vì sao? Thứ nhất là người ta điền offer người ta không có tốn tiền, và thứ hai cái khi mà mình làm xong nó sẽ có một cái page cảm ơn, nó không có cái gì gọi là spam cả, và người ta có cái thông tin. À, mình trả tiền cho họ, thế là xong, được chưa? Rồi đó, khi là trong 24 giờ đó mấy anh em sẽ nhận được những cái lượt click, những cái lượt điền form cho những cái người mà yêu mèo. Đó là mình đúng với những cái đối tượng luôn. Đó anh em hiểu không ạ? Đó là cái hoàn thành xong. Đó. Thì quay đi quay lại thì tôi cũng nói với mấy anh em á là đây. Mấy anh em nên mua bốn cái mục này để mà phá đảo cái game này đi ha. Thì cái này tôi cũng bán với giá là 500.000. Cái khóa này tổng của nó là cái này là 150 đô, cái này là 399 đô này, hai cái này nè, còn hai cái này là bonus tặng cho mấy anh em để làm những cái pay, những cái đề giống tôi đó. Đó chỉ như vậy thôi. Thì xong xuôi hết mấy anh em có thể làm cái này ngay, được không ạ? Còn nếu như mà mấy anh em không có
không có kinh nghiệm hoặc là như nào đó thì mấy anh em cứ nhắn tin cho tôi hoặc là gọi cho tôi với cái số điện thoại là 0387 64 0021. Rồi. Thì những ai mà coi hết cái video này thì mấy anh em sẽ nhận được cái số điện thoại, và cái đó là chắc chắn là những người muốn học tiếp rồi ha. Ok anh em ha. Rồi chỉ như vậy thôi. Thì tôi sẽ bày cho mấy những cái phương pháp sau, những cái phương pháp mà có thể giúp anh em kiếm tiền nhiều hơn cái này nữa, thậm chí là gấp 10 lần, gấp 100 lần cái phương pháp này nữa ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một cái Tết vui vẻ.